Rồi, Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên ha. Ở đây chị gái này, chị thường xuyên đến lắm cô chú anh chị. Chị là fan của cô Hanh Hanh Tâm đó. Thì chị biết là cô Hanh Hanh Tâm là ở Mỹ cô chú anh chị. Và chị biết là ở bên Mỹ là sẽ rất khó để về đây, đó nên là chị hay đến đây để thay mặt người thần tượng của mình chăm sóc mộ của cha thần tượng đó, tức là chú Nam Hùng cô chú anh chị. Thì Tiên cũng thấy được từ lúc Tiên đến đây, thì lúc trước thì không biết chị có đến đây không, nhưng mà Tiên chưa có thấy, nhiều khi mình không có để ý nữa sao đó. Nhưng mà lúc mà chị cô Hanh Hanh Tâm đến rất là sớm, và mấy anh em có ghi hình được cái lúc cô Hanh Hanh Tâm về đây, về Việt Nam để mà viếng mộ của chú Vũ Linh, mở đất luôn cô chú anh chị, mở sáng á. Thì ngày đó là chị không có đến được, nhưng mà hình như là buổi chiều hay là ngày mai gì, chiều hay là ngày mai thì Tiên cũng không nhớ, nhưng mà sát ngày cái thời gian mà của cô Hanh Hanh Tâm đến đây để viếng mộ của chú Vũ Linh, thì chị này cùng với lại là một người bạn nữa cũng là yêu mến giọng ca của cô Hanh Hanh Tâm đó, thì đến đây để lau dọn nè, chung nước rồi các cái luôn cô chú anh chị đó. Rồi mua phân để bón cho những cái cây hoa, những cái cây mà hai bên ở mộ của chú Nam Hùng á. Thì đó, hôm nay là cũng tiếp tục nè cô chú anh chị. Bây giờ mình lại phía gần nha, để là Tiên lại gần để cho cô chú anh chị có thể thấy hơn ha. Đó, bữa nay là trưa nắng nè. Chào chị nha. Nay em thấy chị đi có mình hả? Chị kia đi làm hả chị? Còn chị là làm bên cái gì? Chị có làm bên gì không? Nhưng mà nay mình ra ca sớm hay sao? À, vậy là chắc công ty làm theo ca ha. Cái cây đó nhiều khi ở đây buổi chiều á đốt cái trời mưa nên là trái chưa kịp. Là chị là yêu thích giọng ca của cô Hanh Hanh Tâm đúng không? Không biết là bao lâu rồi ha, vài năm không? Mình theo dõi cô là vài năm không hay là bao lâu? Vậy đó hả? Rồi. Ồ, 15, 16 tuổi. Rồi nay chị là nhiêu tuổi rồi? Nói chung là thích cô cũng 10 năm. Wow. Những cái cây nhang mà nó bị ướt do mưa nè, đốt không có kịp. Rồi là chị đốt lại cho cháy hết. Nắng quá chừng luôn. Hằng ngày không biết là chị có hay theo dõi ở mộ của chú Vũ Linh không ha? À, nhưng mà chị lâu lâu là chị đến đây chăm sóc. Dạ. Tại vì em nghe em tại em biết sao, hằng ngày là tụi em á đốt nhang buổi chiều nè, rồi buổi sáng đâu nữa. Có khi thì có khán giả là cúng cái ngôi mộ. Nên là chú Nam Hùng cũng được tụi em cúng, rồi chăm sóc, đốt nhang rồi. Nói chung ở đây là những ngôi mộ mà xung quanh của chú Vũ Linh là đều được ấm hết.
gió quá trời trời. Chiều nay chắc mưa nữa, hồi nãy có mưa nắng. Ủa là chị có gia đình chưa? Chưa. Chị là quê ở đây luôn hả? À, là quê chị ở đâu rồi? An Giang. À, chị có khi nào gặp cô Hanh Thanh Tâm ở ngoài chưa? Dì Hương dữ à? Ờ, Hương quá trời luôn, bữa có một lần về cái đi lên đây mà không có kịp gặp ha. Bữa cô lên buổi sáng sớm là như là chiều đó chị lên hay là bữa sau quên rồi ta. Ờ, bữa sau đúng không? Ờ. Hôm bữa là chị cô lên cô hắt Hương cho chú Vũ Linh rồi hấp hương cho chú Nam Hùng xong rồi cô về. Rồi biết đâu là 25 Tết là sẽ về để viếng mộ sao ha. Tại nghe mấy chú quản lý á nói là cái ngày 25 tảo mộ ở trong đây nè rất là đông, bị kẹt xe luôn á, đường nào cũng kẹt hết luôn. Gần 10 năm mà yêu mến một nghệ sĩ là chắc mình thuộc những cái bài đó cũng nhiều hả chị ha. Chị thích nghe bài nào nhất của cô Hanh Thanh Tâm? Cô lâu lâu cũng hay đăng những cái cuộc sống ở bên Mỹ phải không? Ủa cái này là cái gì ha? Là nó dưỡng hả? Gì vậy? À. À. Bây giờ thì mấy anh bên hội viên rinh bàn của chú anh chị dọn bàn ghế rồi. Khi nào có tiền là mấy anh đem xuống tiếp.
Mà bây giờ là tiền là chắc nghĩ là cái làm chắc cũng sắp cũng xanh này như nó nhỏ mới không chị? Mà nhìn đẹp chứ bộ. Nhưng mà chị biết bông nào ở trong đây là chị trưng bền không? Bông ly á. Chứ bông này là chiều tụi tối là tụi em về là cái con hung vô là nó quẩm hết mấy cái bông. Bông ly là được trưng được mấy ngày. Nó không ăn bông ly. Không dám đụng cái lá luôn á, không biết sao kỳ. Còn cái bông này nó quặm hết rồi, nó tha xuống rồi. Bông này bông làm thuốc mà. Vậy hả? Bông gì thuốc nam mà. Ồ. Ta đẹp vậy á, đang cúng nhiều khi có lúc đi xa xa là chưa cúng được nửa cái nhang là nó quất luôn. Bông gì thuốc nam mà em. Nó bây giờ biết chị thuốc mà. Bởi vậy nên chắc dễ ăn nên nó ăn. Trái bự mà nó quặm hết nửa trái luôn, hiểu không? Quá pha. Thì chị có mua hai bó, chút nữa thì chị cũng qua đây để quyến chú Vũ Linh. Rồi mấy chú đi luôn rồi. Xong rồi đi hết rồi. Hiện tại thì ớt với anh Di Minh với anh Diệp Xuân Liêu với anh vào đi quay hoàn cảnh cô chú anh chị, nên là hoàn cảnh gần đây nên là mấy anh em thì chia nhau đó. Thì ở mộ thì cũng còn không nữa, mấy anh em còn mấy anh em khác thì đi quay hoàn cảnh để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, già neo đơn, bệnh. Việc làm ý nghĩa cô chú anh chị. Bây giờ chị qua để biến chú Vũ Linh. Chị fan của Phan Thanh Tâm ở dưới đây này chị. Chị Hoa thì đang cắm hoa dùm chị gái fan của cô Phan Thanh Tâm. Xài mới phải không? Mới. Cái mâm xài đó không chị? Ok, vậy em ăn đi. Người ta ăn cay nó mới ngon, còn anh nó thiệt. Đàn ông mà không ăn một miếng cay luôn á, nước mắm là phải không có một miếng ớt luôn. Không có hột ớt luôn cũng. Nói chung là không có ớt trong đó mới ăn được. Anh Ngọc nhà mình. Chị thì đang hấp hương cho chú Vũ Linh, cho chú anh chị. Rồi, hoa lên luôn rồi. Đó.
Đó, bây giờ chị cúng xong rồi chuẩn bị là chút nữa chị chăm sóc đó những cái cây ở mộ của chú Năm Hùng và cô chú anh chị. Rồi thôi, cái video của Thiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Thiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video lần sau nha.